Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì nhiều bậc phụ huynh đang băn khoăn khi lựa chọn phương tiện cho con tới trường. Mời quý vị theo dõi tiểu mục Tiêu dùng thông thái hôm nay để có được những thông tin tư vấn lựa chọn xe đạp điện trong mùa tựu trường. Phần cuối chương trình là câu chuyện giá xăng dầu giảm nhưng nhiều mặt hàng ăn theo không chịu giảm, nguyên nhân là do đâu? Còn bây giờ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Tính đến hết tháng 7, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt trên 35.000 tỷ đồng, đạt 179,5% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu ngân sách nội địa ước đạt trên 32.360 tỷ đồng, đạt trên 203% dự toán cả năm. Trong đó, thu tiền từ sử dụng đất ước đạt trên 26.002 tỷ đồng, đạt 361,15% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt trên 2.686 tỷ đồng, đạt trên 74,6% dự toán cả năm. Theo Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, bình quân chung từ đầu năm đến nay, chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tăng 0,37% so với tháng trước. Có 10 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số tăng gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, đồ uống, thuốc lá, may mặc, mũ nón, giày dép, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, thiết bị và đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế, bưu chính, viễn thông, giáo dục, văn hóa, giải trí và du lịch, hàng hóa và dịch vụ khác. Riêng nhóm dịch vụ giao thông giảm 2,05%. Trong những ngày đầu tháng 8 năm 2022, lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại tiếp tục xu hướng tăng với mức từ 0,1 đến 0,65%. Ở các ngân hàng khối tư nhân, ACB là ngân hàng có mức điều chỉnh tăng thêm cao 0,8% trên năm cho kỳ hạn 6-9 tháng lên mức 5,6% trên năm. VP Bank cũng vừa tăng lãi suất huy động 0,1 tới 0,5% trên năm. Không chỉ khối tư nhân, các ngân hàng có vốn nhà nước cũng vào cuộc đua tăng lãi suất huy động. Vietcombank là ngân hàng thứ 3 trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước điều chỉnh tăng lãi suất thêm 0,1 tới 0,2%. Trước đó, BIDV và Agribank cũng có mức điều chỉnh lãi suất tăng nhẹ 0,1% ở các kỳ hạn dài. Giá thép giảm lần thứ 13 liên tiếp trong 3 tháng, với mức giảm từ 200.000 đồng trên tấn đến 1,31 triệu đồng trên tấn, xuống còn 14,75 tới 16 triệu đồng trên tấn. Cụ thể, thép Hòa Phát giảm thêm 300.000 đồng trên tấn đối với thép cuộn và thép thanh vằn. Sau điều chỉnh, giá hai loại này lần lượt là 14,88 triệu đồng trên tấn và 15,74 triệu đồng trên tấn. Tương tự, thép Việt Ý giảm lần lượt 300.000 đồng trên tấn và 310.000 đồng trên tấn, xuống còn 14,75 triệu đồng trên tấn và 15,5 triệu đồng trên tấn. Nguyên nhân giá thép liên tục giảm được các chuyên gia lý giải rằng do lượng tồn đạt mức cao kỷ lục buộc các doanh nghiệp phải hạ giá sản phẩm nhằm kích cầu đẩy hàng tồn. Chỉ còn gần một tháng nữa là bước vào năm học mới, nhận thấy nhu cầu mua sắm dụng cụ học tập, đặc biệt là máy tính sách tay của học sinh, sinh viên, nhiều siêu thị điện máy đã tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu đối với sản phẩm này, đặc biệt là các dòng máy ở mức giá tầm trung. Đơn cử dòng Lenovo IdealPad một màn hình 14 inch đang giảm giá 43% từ 10,5 triệu đồng xuống còn 5,9 triệu đồng. Hay dòng máy Asus D415 đang giảm đến 46% từ 14,9 triệu đồng xuống còn 7,9 triệu đồng. Dell Latitude 3520 giảm 36% từ 18,9 triệu đồng xuống 11,9 triệu đồng. HP 15 giảm 41% từ 11,9 triệu đồng xuống còn 6,9 triệu đồng. Còn gần một tháng nữa là đến Tết Trung Thu và hiện nay thị trường bánh Trung Thu đã bắt đầu nhộn nhịp. Năm nay do chi phí cho phần nguyên liệu đầu vào để làm bánh tăng nên giá bánh thành phẩm tăng từ 5 tới 10.000 đồng trên cái so với cùng kỳ các năm trước. Đơn cử như bánh Trung Thu Kinh Đô, loại có giá bán thấp nhất cũng lên tới 55.000 đồng trên cái. Bánh dẻo không trứng loại 180g, bánh mặn 2 trứng lên tới 122-167.000 đồng trên cái, loại 210g. Với một số loại có nhân bánh đặc biệt như nhân bào ngư, nhân yến xào, giá có thể lên tới từ 200.000 đồng trên cái tới gần 1 triệu đồng trên cái tùy theo kích cỡ. Thưa quý vị, sử dụng xe đạp điện để tiết kiệm năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường thì hiện đang là một xu thế tất yếu. Và loại hình phương tiện này thì được rất nhiều các bạn học sinh trung học lựa chọn bởi tính tiện lợi và cần thiết của nó. Tuy nhiên, trên thị trường xe đạp điện hiện nay thì với rất nhiều mẫu mã và kiểu dáng khác nhau, chúng ta rất khó có thể lựa chọn được cho mình một chiếc xe đạp phù hợp. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Vũ Văn Công, chủ cơ sở xe đạp điện Phúc Khánh, và anh sẽ là người tư vấn giúp quý vị khán giả có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một chiếc xe đạp điện phù hợp ạ. Thưa anh, vậy thì đâu là ưu và nhược điểm của dòng xe đạp điện so với các dòng xe khác ạ?
so với những cái xe đạp truyền thống thì xe điện thì di chuyển nó thuận tiện hơn, đa số là dành cho các bạn học sinh, những người chưa có bằng lái. So sánh giữa xe điện đấy và xe máy thì chi phí ít hơn, cùng gây ô nhiễm với môi trường. Cái nhược điểm của cái xe máy điện thì là nó phụ thuộc vào cái bộ bình điện, một lần sạc để di chuyển thì nó không được xa, quá trình nó sạc mất rất nhiều thời gian. Vâng, thưa anh, vậy thì tiêu chí nào thì sẽ giúp chúng ta có thể lựa chọn được một chiếc xe đạp điện phù hợp? Với các bạn học sinh trung học, đa số các bạn ấy chọn xe là theo cái sở thích, theo hiệu ứng bạn bè đám đông. Nhưng mà theo quan điểm của mình thì các bạn nên chọn theo đưa ra mấy cái tiêu chí để phù hợp với các bạn. Ví dụ như cái vóc dáng, có những bạn là người nhỏ nhỏ không nên chọn xe to quá, và những bạn mà cao to thì không nên chọn những con xe nhỏ. Xe dành riêng cho bạn nam là những cái mẫu xe X-Men chẳng hạn, các bạn nữ thì những cái mẫu kiểu dáng như giống xe Vespa. Thứ hai là thương hiệu của cái dòng xe, độ chống nước, độ bền của xe, cái giá tiền nó phù hợp với cả gia đình. Cũng phải lưu ý đến quãng đường di chuyển của một lần sạc của chiếc xe điện. Vậy thì ở phân khúc tầm trung thì chúng ta có thể lựa chọn được những hãng xe đạp điện nào ạ? Tầm phân khúc tầm trung thì chúng ta có thể lưu ý quan tâm đến cái thương hiệu của chiếc xe đó. Ví dụ như cái xe D-Tech, là tôi thấy chất lượng cũng rất là ổn, độ chống nước cũng tốt và tỷ lệ bị quay lại bảo hành rất là ít. Với cái phân khúc là tầm trung trung tiền, cái xe này thường thì dao động 4, 15, 16 triệu là xe dùng tương đối ổn. Vâng, thưa anh, vậy thì khi sử dụng xe đạp điện thì chúng ta sẽ phải bảo quản và gìn giữ như thế nào để chiếc xe luôn bền, đặc biệt là trong thời tiết mưa bão như ngày hôm nay ạ? Quá trình sử dụng xe thì các bạn phải lưu ý, thứ nhất là xe mới mua về ta phải, trước khi sử dụng ta phải đọc kỹ cái sách hướng dẫn sử dụng, nên đi bảo dưỡng, bảo trì định kỳ. Nên đến những cái đại lý và những cái trung tâm có thương hiệu có uy tín. Lưu ý nhất là bảo quản bình ắc quy và pin, thì mình bảo quản thì nó chủ yếu là liên quan phụ thuộc đến vấn đề sạc xả. Xe nó đi về mà nóng thì không nên cắm sạc ngay. Đấy, mà mỗi một lần sạc thì ta nên để cho đầy. Đầy khi nào mà cái cục sạc ấy là báo đèn xanh, báo đầy rồi thì ta rút ra. Chứ không cứ tí ta lại cắm vào xong là khi lại bất chợt có việc ta lại rút ra ta đi ngay thì nó cũng rất là hại. Cần phải chọn những dòng xe có thương hiệu. Xe có thương hiệu, dòng xe nó tốt thì cái độ chống nước nó ổn hơn. Những xe đơn vị gia công lắp ráp thì thường thì cái độ chống nước nó kém hơn. Nhưng mà đi gặp trời mưa thì những cái xe nó có độ chống nước cao thì nó không bị chết máy. Các bạn đi thì đội mũ bảo hiểm, kiểm tra phanh, tốc độ vừa phải, chạy nhanh quá thì không tuân thủ theo luật giao thông là dễ nguy hiểm. Cảm ơn anh Công về những chia sẻ hữu ích vừa rồi và xin chúc quý vị có thể dễ dàng lựa chọn cho mình được một chiếc xe đạp điện ưng ý ạ. Quý vị và các bạn, sau kỳ điều hành giá ngày 11 tháng 8 vừa qua thì giá xăng dầu đã có lần giảm thứ 5 liên tiếp kể từ cuối tháng 6 cho đến nay. Sau kỳ điều hành giá thì hiện nay giá xăng E5 RON 92 và mức là 23.720 đồng trên 1 lít và giá xăng RON 95 và mức là 24.660 đồng trên 1 lít. Như vậy là giá xăng dầu đã giảm về mức hơn 23.000 đồng trên 1 lít. Đây là mức giảm rất mạnh trong thời gian vừa qua. Với những chính sách bình ổn giá cả thị trường, đặc biệt là với chính sách giảm giá xăng dầu như vậy thì đã phần nào tác động giúp cho thị trường hạ nhiệt, giúp cho người dân ổn định đời sống cũng như là doanh nghiệp có đà để phục hồi. Tuy nhiên thì một số mặt hàng vẫn chưa chịu giảm giá theo. Có lẽ cảm nhận rõ rệt nhất về các mặt hàng chưa chịu giảm giá theo không ai khác chính là các bà nội trợ khi hàng ngày phải lo cho bữa cơm gia đình. Theo khảo sát tại các chợ lớn trên địa bàn, ngoài các mặt hàng như dầu ăn, mì tôm có phần hạ nhiệt thì các loại thực phẩm thiết yếu khác vẫn giữ mức giá cao. Đơn cử như giá thịt lợn vẫn ở mức 130.000 đồng đến 140.000 đồng trên 1 kg tùy loại. Thịt bò từ mức 250.000 đồng đến 280.000 đồng trên 1 kg, thậm chí là 300.000 đồng trên 1 kg tùy loại. Giá thịt gia cầm cũng vẫn giữ giá cao như thời điểm trước khi xăng dầu hạ nhiệt. Giá xăng dầu hạ nhiệt nhưng nỗi lo của các bà nội trợ thì vẫn chưa vơi bớt. Bây giờ người dân đi chợ rất là khó khăn em ạ. Đều cái gì cũng xăng thì giảm, nhưng mà thực phẩm các cái đồ ăn này cái gì cũng tăng lên. Từ cái rau củ quả cái gì cũng đắt khoảng 20%, 30%. Nhưng ngày trước thì 5.000, bây giờ lên 8.000. Một mớ rau thịt nóng lên, có được thực phẩm cái gì cũng lên.
Không chỉ giá thực phẩm mà nhiều nguyên vật liệu khác cũng vẫn giữ giá khá cao. Đang xây nhà, ông Trịnh Văn Dương vẫn ngóng chờ sự hạ nhiệt của các nguyên vật liệu như cát, đá, gạch. Vì giá những mặt hàng này thời gian qua đã tăng đột biến, thậm chí rơi vào khan hiếm. Có những mặt hàng tăng giá gấp đôi, gấp ba. Giá sắt thép thì đã giảm, nhưng những nguyên vật liệu khác chiếm phần không nhỏ trong tổng kinh phí xây dựng. Thì vừa rồi cũng cố xây được gian cửa gian nhà, nhưng vừa rồi giá xăng thì tăng xong bây giờ giảm rồi, nhưng mà thật sự là giá vật liệu từ gạch ngói rồi xi sắt mọi thứ đều vẫn là giá rất cao và tăng không giảm. Nếu mà so vật liệu thời điểm này với thời điểm trước thì cái giá vật liệu chênh lệch tăng phải tầm, nếu mà làm cái nhà tương đối thì cũng phải mất tầm 50-60 triệu tiền vật liệu tăng. Đúng, rất là khó khăn cho người dân, mà người dân rất là vất vả cố vay mượn rồi ấy làm nụng mới được gian cửa gian nhà, bây giờ giá vật liệu là rất tăng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá vật liệu xây dựng trong thời gian qua tăng cao, như do khan hiếm về nguồn cung, chi phí vận chuyển tăng cao khi các quy định về kiểm soát trọng tải được thực hiện nghiêm. Đồng thời, hiện nay rất nhiều công trình xây dựng lớn trên địa bàn tỉnh cũng đang được triển khai nên nhu cầu về nguyên vật liệu xây dựng là rất lớn. Đây là những nguyên nhân khiến cho giá các nguyên vật liệu này chưa thể hạ nhiệt dù giá xăng dầu đã giảm. Xăng dầu chiếm một phần rất lớn trong cơ cấu giá của nhiều mặt hàng, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực vận tải. Tuy nhiên, giá cước vận tải hành khách cũng chưa có hướng giảm. Theo lý giải của các hãng, thì sau tác động của đại dịch, ngành vận tải hành khách vẫn chưa thể phục hồi. Lượng khách sụt giảm nghiêm trọng nên mức giá như hiện nay mới chỉ giúp được các hãng phần nào duy trì hoạt động. Nếu chỉ có tăng thì giảm bây giờ đến như này cũng không, cách cước không có đâu. Mức giá như này thì mới hoạt động mới tạm thôi, không giảm được. Theo nhiều nhân viên của các hãng vận tải hành khách, việc giảm giá cước trong thời gian này thực sự là điều chưa thể nghĩ tới. Thưa quý vị và các bạn, lý giải cho việc mặc dù giá xăng dầu trong nước đã giảm mạnh trong thời gian vừa qua, tuy nhiên thì giá của nhiều mặt hàng, đặc biệt là những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu thì chưa giảm. Thì Bộ Tài chính cho rằng có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, đó là do sự tác động đan xen của nhiều yếu tố như là giá nguyên vật liệu đầu vào, mức độ tồn kho, năng lực sản xuất hay là mang tính chất mùa vụ. Ngoài ra thì cũng có nguyên nhân là do nhiều mặt hàng thì có giá nguyên vật liệu đầu vào đã tăng cao trong một thời gian rất là dài, cho nên là cần phải có độ trễ sau khi giảm giá xăng dầu. Hy vọng là với hàng loạt những chính sách bình ổn giá, kiểm soát chặt chẽ giá cả trên thị trường thì trong thời gian tới thị trường sẽ có tác động tích cực hơn nữa, tiếp tục hạ nhiệt, giúp cho người dân ổn định cuộc sống cũng như là doanh nghiệp thì kịp trong đà phục hồi phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Kinh tế Phố Hiến tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của tổ hợp công ty cổ phần gốm đất Việt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như trên website hungyentv.vn, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 gạch ngang HITV. Mọi ý kiến xin được gửi về địa chỉ tạp chí Kinh tế Phố Hiến a@gmail.com hoặc qua số điện thoại 0363089089. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau. Nơi linh khí ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ, tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới. Gốm đất Việt, gạch ngói không rêu mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.